Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Đồng nghiệp một cái khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng. Nguyện tỏ như lai nghị nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bi quyển 6 phẩm 21 18 pháp bất cộng. Phật nói: Thì Nam, Như Lai dưới chân không vọng tưởng, không bị mê hoặc, như hư không rộng lớn, không xét chúng sinh nhưng tùy thuận tất cả. Hạnh Phật như pháp giới, không thể phá hoại. Trí Phật bình đẳng, không phân biệt các pháp, không dục vọng. Giới người không hủy giới cấm, Như Lai không thiên lịch, không cho bay kẻ phạm giới, không tôn kính người tu đạo, không bỏ người không tu đạo, không chấp giáo luật lạc của mình, không khinh khi kẻ sống trong tà kiến. Như Lai bình đẳng với tất cả nên không vọng tưởng, giảng thuyết giúp chúng sinh trừ bỏ phân biệt. Đó là hạnh 19 của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Phật an trụ đạo, không còn vọng tưởng. Thế Tôn tối thắng quán biết cõi Phật, tất cả kinh pháp đều không sai khác. Như Lai Thế Tôn hành hạnh bình đẳng với người giữ giới hay kẻ hủy giới, không thấy sai khác. Giáo hóa chúng sinh, Như Lai Thế Tôn tâm luôn bình đẳng, độ thoát tất cả, trừ diệt tướng tham. Phật nói: Thì Nam, Như Lai chí chân không do dự, quan sát thấy rõ nguồn gốc, không cần tư duy. Vì sao Như Lai thành tựu tất cả các pháp? Là việc thận trọng, tâm nhu thuận, độ giới thanh tịnh, trí sáng tỏ, không chấp không phân biệt. Với trí tuệ, Phật quan sát, bảo vệ, không thuận theo phong minh, vượt hết các cõi, không làm việc thế tục. Như Lai hành trì hạnh Phật không theo thế gian, chuyển pháp luân thanh tịnh cho thượng, tự tại thương yêu chúng sinh, đi khắp mười phương không chạy theo kẻ, không kết bè nhóm. Như Lai an tường độ thoát tất cả, không nhầm lẫn, không lấy bỏ trừ hai chấp, dược bốn độc. Dù phải trải qua một kiếp tư duy suy xét, vẫn không thể biết hết hạnh Phật. Tất cả việc làm không làm, niệm không niệm, Như Lai thông đạt hết. Lòng từ bi, trí quán sát của Phật rộng lớn như thế, nên Phật bảo hộ luôn chúng sinh, thuyết giảng chánh pháp. Đó là hạnh 20 của Phật. Đức Thế Tôn nói kệ: Như Lai luôn quán hộ, không một niệm trả lời, tu tập các pháp màu, hạnh tu tấn siêu tuyệt, thân tâm Phật như thế, chưa cấm vật trí tuệ. Thế Tôn bậc tối thượng, hạnh nguyện luôn chí thành. Như Lai không chấp trước, không tổn hại chúng sinh, không vọng tưởng loạn niệm, không giả trá hư dối. Hư mọi việc Phật quán hộ, chân thật không phô trương. Phật giảng thuyết kinh pháp cho tất cả chúng sinh. Phật nói: Thì Nam, Như Lai chế chân không còn tham dục, chỉ thích pháp lành. Nghĩa là lòng từ bi của Phật không tổn giảm, Như Lai không tham chấp, thuyết giảng kinh điển không sai lầm, không làm cho chúng sinh mê chấp theo tà dục. Phật khai hóa chúng sinh, không mê hoặc, không chấp trong nhàn tịnh, không bỏ dở, khuyên Bồ Tát luôn làm cho tam bảo hưng thịnh, không đoạn tuyệt, Như Lai sống trong đạo đức, giáo hóa chúng sinh, giúp chúng đạt trí chân thật. Đó là hạnh 21 của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Như Lai không tham dục, vui sống trong pháp lành, từ bi bố thí pháp, độ tác hết mọi loài, cứu vớt các chúng sinh, tùy thời cơ khai hóa. Như Lai không tụng đạo, không để đoạn tam bảo, không tham dục sân hận, không ngu si giữ giới. Với trí tuệ thông đạt, giải thuyết các kinh pháp, thế chúng sinh lùi biến, Như Lai khuyên siêng năng, làm mọi việc bằng trí, đổ tất cả quần mê. Phật nói: Thì Nam, Như Lai luôn tinh tấn. Nghĩa là Như Lai luôn quán sát giáo hóa chúng sinh, không bỏ một ai. Như Lai giúp người nghe kinh hiểu rõ. Như Lai quán sát căn tánh của người nghe kinh, luôn giảng kinh pháp cho người đáng được nghe. Giảng kinh không vì tham lợi dưỡng của chúng sinh. Như Lai đi khắp cõi Phật mười phương, giáo hóa làm cho chúng sinh phát tâm đạo. Ban nghiệp của Như Lai không mệt mỏi, luôn thanh tịnh, luôn được chư Phật khen ngợi. Như Lai bình đẳng độ thoát các chúng sinh, hạnh Phật hết mực rộng lớn không thể nói hết. Đó là hạnh 22 của Phật. Như Lai nói kệ: Sư tự Chúa trong đời trọn vẹn sức tinh tấn, do lực tinh tấn ấy nên luôn được tán thán, do y lực tinh tấn chưa từng có tổn giảm, diễn giảng các kinh pháp cho người đáng được nghe. Phật an trụ tinh tấn, không ai biết được hết thân tâm khẩu của Phật, không bao giờ mỏi mệt. Phật tinh tấn bình đẳng, mọi việc không lỗi lầm, Như Lai luôn từ bi thuyết giảng cho chúng sinh.
Phật nói thì nam, Như Lai Chí Chân, đủ sức nhớ rõ, không quên sót, không tổn giảm. Vì sao thì nam, từ khi thành đạo Bồ Đề vô thượng, Như Lai đã biết tất cả hành nghiệp tâm tánh của mọi chúng sinh đâu quá khứ, vị lai hiện tại. Như Lai biết tất cả mà không cần quán sát, trí Phật cũng không tổn giảm. Như Lai biết thời cơ, tùy thuận thuyết giảng kinh pháp cho chúng sinh, không quên sót. Đó là hạnh 23 của Phật. Như Lai nói kệ, trí nhớ Thế Tôn không hề sai sót. Như Lai tối tôn không cần suy xét, riêng mình đi khắp, thành tựu chánh giác, biết tâm chúng sinh không hề sai sót. Như Lai không cần dùng thức quán biết, giới trí tuệ sáng, biết hạnh chúng sinh, giúp chúng tu tập không chấp việc làm. Như Lai Thế Tôn vua của các pháp. Phật nói thì nam, Như Lai Chí Chân đủ các tam muội thấy biết các pháp bình đẳng. Vì sao? Vì Như Lai tu tập bình đẳng, đối với dục không dục, sinh tử niết bàn, Như Lai đều quán xét bình đẳng, không sai khác. Vì sao khen Như Lai là bậc sống trong tam muội không quên? Vì Như Lai không thoái chuyển, bình đẳng trước mọi pháp, không chấp mắt tai mũi lưỡi thân ý, Như Lai tùy thuận tất cả. Tam muội của Phật không nương vào đất nước lửa gió hư không, không chấp vào cõi dục sắc vô sắc, không chấp đời này đời sau, vì không chấp trước nên không tổn giảm. Vì thế tâm định của Như Lai không loạn quên. Như Lai giảng pháp cho chúng sinh, giúp những chúng sinh đủ khả năng đạt tâm định. Đó là hạnh 24 của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, Như Lai sống trong định, tâm định không tổn giảm, thuận với tất cả pháp, hợp tâm định cho Phật, không nương đất nước lửa gió dục sắc vô sắc. Như Lai không chấp pháp, nó không tổn tam muội. Phật nói thì nam, trí tuệ của Như Lai không hề tổn giảm. Vì sao? Vì Như Lai biết rõ các pháp, không cao ngạo, giảng giải trí Phật cho chúng sinh, tùy thuận thời cơ không sai sót. Như Lai thông hiểu về văn tự, chỉ từ một câu, Như Lai giảng diễn suốt trăm ngàn kiếp. Như Lai thản nhiên đáp lời tất cả những vấn nạn về đến đi tiến thoái. Như Lai thông hiểu ba thừa, phân tích hướng về. Vì chúng sinh có 84.000 bệnh, Như Lai phải cho 84.000 thứ thuốc kinh. Đó là trí tuệ không thể nghĩ bàn của Phật. Dù thuyết giảng bao nhiêu vẫn không tổn giảm. Đó là hạnh 25 của Phật. Đức Thế Tôn nói kệ, trí tuệ của Như Lai tối thượng ở trong đời, khi phân biệt thuyết giảng, tự tại vượt không vượt tất cả, giảng dạy cho chúng sinh bằng bản tánh thanh tịnh, chỉ với một câu chữ, Như Lai giảng suốt kiếp. Biết tâm hành chúng sinh, trí thấy không biên giới, bình đẳng nếu giảng cả 84.000 pháp, an trụ pháp đại giảng, trí Phật không tổn giảm. Đó là hạnh của Phật, Như Lai đấng tối tôn. Phật nói thì nam, sự giải thoát của Như Lai không tổn giảm. Vì sao? Hà Thanh Văn, nhờ nghe pháp nên giải thoát, hàng chuyên giác quán 12 nhân duyên nên giải thoát, chư Phật Thế Tôn vượt mọi trở ngại trừ hai chấp nên giải thoát. Nghĩa là Như Lai không thấy quá khứ, không mong vị lai, biết hiện tại không dừng, mắt đối với sắc, không khởi hai thọ, tai với tiếng, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, tâm với pháp, cũng không khởi hai thọ nên giải thoát. Tâm Phật thanh tịnh biết tất cả, nên vừa phát tâm là thành tựu Bồ Đề vô thượng. Đó là hạnh 26 của Phật. Đức Thế Tôn nói kệ, các chúng thanh văn nghe pháp giải thoát, duyên giác quán duyên, nên được giải thoát, dục mọi trở ngại, tịnh địa hư không. Đó là chư Phật không chấp các pháp, quá khứ vị lai, hiện tại giải thoát, thanh tịnh rốt ráo, quán căn chúng sinh, giáo hóa tất cả, độ thoát mọi loài, giải thoát Như Lai, không hề tổn giảm. Phật nói thì nam, Như Lai Chí Chân giới biết rất rõ mọi hành nghiệp quá khứ. Như Lai tùy thời độ tất chúng sinh, không bỏ dở, dù là nói năng im lặng ăn uống ngủ nghỉ. Có chúng sinh nhờ thấy 32 tướng tốt được giải thoát nên Phật hiện. Có chúng sinh nhờ thấy 80 vẻ đẹp được giải thoát nên Như Lai hiện. Có chúng sinh mong được thấy tướng đỉnh của Như Lai, Phật phóng ánh sáng soi rọi, hiện thần thông làm chúng an vui được giải thoát. Có chúng sinh gặp Phật tùy thuận giáo, luật Phật, Phật phóng hào quang chiếu sáng giúp chúng giải thoát. Có chúng sinh bước thấy chân Phật đi mà được giải thoát. Có Đức Phật vào xóm làng khuyên dạy để chúng giải thoát. Mọi việc làm oai nghi cử chỉ của chư Phật đều là tạo lợi ích cho chúng sinh. Đó là hạnh 27 của Phật. Đức Thế Tôn nói kệ, dưới mắt thấy biết oai nghi cử chỉ, đi đứng tới lui, vào ra nằm ngồi,
cái tướng tốt đẹp, định tướng Như Lai, Phật tùy tuận cả giáo hóa chúng sinh. Như Lai Thế Tôn phóng hào quang sáng, vô số chúng sinh an ổn độ thoát, thấy ánh sáng Phật tùy thuận luật giáo. Đó là hạnh nguyện chư Phật Thế Tôn. Phật nói: Thì Nam, lời nói của Như Lai đều xuất phát từ trí tuệ tự tại. Vì sao? Vì Như Lai tùy thời cơ giải thuyết, lời Phật không hư dối, luôn thành thật, không lỗi lầm, an ổn, không thô bạo, không mê hoặc, chất trực, không vô nịnh, không độc ác, không chấp chặt, hòa nhã. Như Lai thuận pháp không phóng túng, không thấp kém, không tạp lẫn, an nhàn. Lời Phật êm dịu, tiếng Phật hay, thông thả, từ tốn, có sức thu hút, không thô, không nhanh vội, có ý nghĩa. Phật luôn tự chỉ mình, làm mọi việc hợp với oai nghi, tâm tùy căn cơ, không tham sân si, hàng phục tà ma, trừ mọi tật bệnh hiểm ác, phân tích nghĩa lý, làm vui tất cả. Tiếng Phật như tiếng chim loan, tiếng đất thích, tiếng tụy triều, tiếng rền của đại địa, tiếng chim mạn mạn, tâm Phật an định như tu di. Tiếng Phật hay như tiếng chim mỏ đỏ, từ hòa như tiếng uyên ương, vang xa như tiếng chim nhạn, dịu dàng như tiếng nai chúa gọi bầy, như tiếng đàn sáo tiêu, hòa nhã êm ái. Ai nghe được lời Phật sẽ vui vẻ, tích lũy công đức. Lời Phật vang xa không cùng tận, hợp thời thuận từng căn tánh. Phật bố thí pháp trang nghiêm giới cấm, giúp chúng sinh thanh tịnh, tu nhẫn siêng năng, hành hạnh Phật, tu trí hành tự, không bỏ chúng sinh, không phân biệt, xây dựng ba thừa, không đoạn tam bảo, hiểu ba tụ, tịnh ba giải thoát, thành thật, không bị người trí cho bay, được hiền thánh khen ngợi, chỉ rộng lớn như hư không, đầy đủ công đức. Tỳ Nam, lời của Phật hợp thời cơ là thế, siêu tuyệt vượt tất cả âm thanh, ba cõi không ai sánh, tất cả đều tùy thuận. Đó là hạnh 28 của Phật. Đức Thế Tôn nói kệ: Lời Như Lai luôn từ hòa, thanh tịnh đủ mọi công đức. Một lời Phật dạy nói ra, vang xa tam thiên thế giới. Hàng thanh văn cùng chuyên giác đều nghe được pháp của Phật. Những người có tâm trí lớn, phát tâm cầu đạt quả Phật. Phật luôn tùy thuận giảng thuyết, thông suốt không hề sai lầm. Như Lai chỉ dạy pháp màu, tâm không hề tỏa chuyển. Là Phật vang khắp mọi nơi, tất cả thảy đều nghe thấy. Lời của Thế Tôn là vậy, là an vui mọi chúng sinh. Phật nói: Thiện Nam, với trí tuệ Như Lai biết rõ tâm niệm của chúng sinh, thông đạt tất cả. Vì sao? Vì Như Lai không phân biệt tâm ý thức, không vọng tưởng tiến thoái. Trí Phật xua tan tâm tối, thấu suốt tâm niệm của tất cả chúng sinh, vượt mọi sự hiểu biết của các loài. Như Lai đủ chánh định, không nương chấp, vượt cái ấm, trừ 12 duyên, cả ba niệm, không nhiễm cấu, hạ phục quan ma, không dối gạt, không chấp ta, chặt cơ vô minh, tinh tu đạo hiệp, tâm như hư không, không vọng niệm, không hoài pháp giới. Tỳ Nam, đó là hành 29 của Phật. Đức Thế Tôn nói kệ: Như Lai bậc tối thắng, đầy đủ cả phước trí, đức trí Phật sáng soi, hành Thế Tôn thanh tịnh, Phật an trụ trí tuệ, hiểu rõ tánh chúng sinh, tâm nhập khắp mọi nơi, tự tại trong pháp giới. Tâm định Phật là thế, đầy đủ mọi pháp lành, đối với tâm ý thức, tất cả không vọng niệm, vượt qua cõi nước ma, không có nghiệp tổn hại, tự tại như hư không, thanh tịnh không chấp trước. Phật nói: Tỳ Nam, Như Lai trí chân, đủ trí tuệ để biết mọi việc trong quá khứ, nhưng trí không tổn giảm. Vì sao? Vì Như Lai biết rõ sự thành hoại hương suy, cỏ cây núi rừng chúng sinh, thân tướng chủng loại, ngôn ngữ âm thanh, côn trùng. Chư Phật xuất hiện, pháp giảng, chúng thanh văn duyên giác, Bồ Tát phát tâm vô thượng, tướng tốt xấu, hành nghiệp, chúng tỳ kheo tu hành, thức ăn y phục, nơi ở tâm nghiệp của chúng sinh, của tất cả cõi Phật, từ quá khứ, với trí sáng thù thắng Như Lai tự biết tất cả, không cần suy xét, do dự, nên luôn tùy thuận thuyết pháp cho chúng sinh. Đó là hạnh 30 của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Thánh hệ xoáng của Phật, không hàng lượng trở ngại, nói cõi của chư Phật, nêu giảng các kinh pháp, chán cảnh giới chúng sinh, khiến giúp tin Phật đạo trong tất cả cõi Phật, mọi thứ hưng hay suy, cỏ cây cùng rừng núi, tướng tốt xấu sai khác, chúng sinh ở các cõi, tâm tánh chỉ hướng về, tâm chúng sinh quá khứ, sở thích của mọi loài, trí bình đẳng Như Lai, ta biết không nhầm lẫn. Phật nói: Thì Nam, trí tuệ của Như Lai biết rõ tất cả mọi việc ở Vị La như không tổn giảm,
Vì sao Vì Như Lai biết rõ mọi việc thành hoại hợp tan kiếp số nước lửa ở đời Vị Lai. Như Lai biết rõ cõi nước lớn nhỏ xa gần, số bụi của các cõi Phật thời Vị Lai. Như Lai biết việc độ sinh của Đức Phật, số chúng thanh văn duyên giác Bồ Tát mà Phật độ, và mọi việc đi đứng an nghỉ của tất cả chúng sinh, cùng với tâm hành mong muốn của chúng. Như Lai luôn tùy thuận giảng kinh pháp để hóa độ, đó là hạnh 30 tốt 11 của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: ở đời Vị Lai có bao nhiêu cõi hình thành hủy hoại, thành đạt suy vong, chúng sinh cõi nước số lượng chư Phật. Như Lai chánh giác biết rất chính xác, tôi không bao giờ quên sót nhầm lẫn. Như Lai quán sát thấy biết Vị Lai vì các chúng sinh hợp thời thuyết giảng, đó là hạnh nguyện của Phật Thế Tôn. Phật nói: thì nam, trí tuệ của Như Lai thấu rõ mọi việc trong hiện tại, không trở ngại cũng không tổn giảm. Vì sao? Vì Như Lai biết rõ số cõi Phật, Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Chuyên Giác trong mười phương hiện tại. Như Lai biết rõ hình dáng và sự vận hành của các ngôi sao, cỏ cây rừng núi, khang he, cỏ xa gần, số bụi trong các quốc độ, số giọt nước trong biển, sự tiêu hủy của lửa, sự tồn dâm của các nước, sự thổi dừng mạnh nhẹ của gió, sự rộng lớn của hư không. Như Lai biết rõ ba hạng chúng sinh, cảnh giới, việc tiến thoái, khó dễ, nguồn gốc cạn sâu, sự lãnh thọ giáo pháp nhanh chậm của chúng sinh. Phải biết tội lỗi của chúng sinh ở địa ngục đã phạm, nguyên nhân tạo tội, cảnh giới thọ sinh sau khi ra khỏi địa ngục, phương tiện trừ tội tất cả các loài chúng sinh, kể cả những loài côn trùng đang sống trong hiện tại, nguyên nhân thọ thân xuất sinh, phương tiện trừ tội xuất sinh, cảnh giới thọ sinh sau khi hết tội xuất sinh, số quỷ đói, cảnh giới của chúng, nguyên nhân đọa làm quỷ đói, phương tiện trừ tội, nơi thọ sinh sau khi hết tội quỷ đói. Như Lai biết rõ tâm niệm hoài bão, bệnh tham ái, phương pháp trừ dục ái, sự thọ học kinh luật. Có chúng sinh không học luật giáo, nhờ biết sự thọ sinh thoái địa của chư thiên mà trừ dục. Với trí tuệ vi diệu không hai, Phật tùy thuận các loài để thuyết giảng, đó là hạnh 32 của Phật. Đức Thế Tôn nói kệ: trí tuệ Như Lai biết rõ tất cả, vượt mọi giới hạn, không thể nghĩ bàn, chẳng các hư không, không thể ví dụ tất cả thế gian, không ai sánh kịp, khắp trong mười phương, hết thảy mọi loài, các nghiệp đã tạo. Ngay trong hiện tại, Như Lai biết rõ nguyên nhân nguồn cội, đó là hạnh nghiệp thấy biết của Phật. Phẩm 22 Đạo Như Lai. Phật nói: tỳ nam, đó là hạnh nghiệp của Như Lai. Với đạo hạnh ấy, Như Lai hóa độ chúng sinh, diện pháp không văn tự, khó thành, khó đạt. Tỳ nam, không ai có thể chế ngự được Như Lai chế chân. Hạnh Phật là vô lượng, không thể nghĩ bàn. Trời đồng thần người đều không thể suy biết. Từ không ngôn ngữ, Phật tạo phương tiện giải thuyết, không gì ngăn chống được. Hạnh Phật rộng lớn khắp các cõi, siêu vượt, không tà phẩy, không vọng tưởng, bình đẳng như hư không, không khác pháp giới. Vì sao? Vì pháp Phật giảng thuyết là vô lượng nhân, giảng thuyết không thiên lịch, tất cả chư Phật ở các cõi đều thế, đều cùng thần thông giải thoát niết bàn. Thì nam Như Lai chế chân thành Phật từ một vị trong pháp giới, không chướng ngại trong cõi chúng sinh, do phương tiện quyền biến hiểu rõ các pháp không trở ngại, Như Lai giảng pháp giúp chúng sinh không thoái chuyển nơi bồ đề vô thượng. Thì nam với như tự ngọc mài dũa, tôi luyện một viên ngọc sáng quý không tì vết, sau đó dùng viên ngọc này để làm cho nước đục thành trong, rồi đem nước dùng vào việc nấu nướng hoặc uống. Công việc ấy không khó nhọc. Cái đó người thợ ngọc ngâm viên ngọc trong nước nước thuốc, tẩy hết mọi vết nhơ bám vào, viên ngọc trở thành viên ngọc dạ quang. Như Lai cũng thế, quán sát cảnh giới ô uế của chúng sinh, biết chúng sinh mê hoặc, chìm đắm trong sinh tử, chịu bao khổ não. Như Lai thuyết giảng pháp vô thường, khổ không, vô ngại để chúng sinh đi vào pháp Phật. Như Lai dễ dàng làm mọi việc đó, thông đạt không, vô tướng, vô nguyện, chỉ dạy cho chúng sinh bằng lầm từ, siêng năng như không chấp chứa, thành tựu đạo không thoái chuyển, giảng dạy pháp ba thừa, trình bày cảnh giới Phật, đưa chúng sinh vào cõi Phật, đạt pháp bồ đề, vô thượng của Phật. Thì nên vì thế cần quán biết tam muội của Như Lai, ta không thể nghĩ bàn, bình đẳng thông cả ba đời, không đoạn tam bảo. Như Lai an trụ nơi đạo hạnh bình đẳng như không, tự tại hiện thân khắp các cõi Phật, không chấp các pháp,
tùy thuận theo ngôn ngữ của chúng sinh mà chỉ dạy. Như Lai thuyết pháp cho chúng sinh, nhưng không chấp, biết rõ tâm tánh, sở thích của chúng. Với chí nguyện thanh tịnh của các Bồ Tát, Như Lai xuất hiện ở đời. Tiền nam hạnh nghiệp của Như Lai vốn không, nghĩa là không trụ vào đâu, không tránh xa, không ngừng nghỉ. Như Lai truyền dạy cho các Bồ Tát. Đức Phật giảng nói pháp hạnh của Như Lai. Cõi nước khắp mười phương đều chấn động sáu cách, ánh sáng soi khắp các cõi, bảo vật hoa hương trời tuôn đầy nước xuống, bảo tòa sư tử của Phật. Đại chúng thanh văn trời rồng quỷ thần càng thất bại Atula Kalola khẩn Na La Ma Hầu La Già, tỳ kheo đi. Tỳ nam tín nữ nghe kênh này đều rất vui mừng, phát khởi tâm lành, tất cả đều dâng hoa hương, dòng hoa hương xoa cờ vướng, lọng đánh trống, tội nhạc đánh đàn, tội sáo đã cúng dường Như Lai. Chúng sinh dân đủ loại lên Phật, nào là ngọc bảo trên đầu, nào là dầu xoa tóc, anh lạc báu, ngọc minh nguyệt, ngọc hoài nguyệt, hoa giải thoát, ngọc không tì vết, dây thao đỏ, trái báu, chiếm nhãn, sợi, vật tịnh, vật không chấp, dây chuyền, vật trang sức nơi tay, chân, ngọc dạ quan, ngọc tử ma, ngựa báu, châu xanh đỏ, ngọc nguyệt quan, ngọc quý, bạc vàng, các loại hương, hương chiến đàn, hương chim đường, hương hát diệu, hương giống người, các loại hoa trời, hoa ý, hoa vô cực ý, hoa nguyệt độ nguyệt, hoa nhu như âm, hoa trên đất, hoa trăm cánh, hoa ngàn cánh, các loại hoa ánh sắc xinh đẹp, hoa thanh liên, hoa phù dung, hoa tumana, hoa dư ưu, các loại nhạc bằng trống, ống sáo, ống tiêu. Các Bồ Tát bay lên hư không, gia mình xuống để cúng dường Phật. Bây giờ trong hư không, tự nhiên xuất hiện tòa báu cao lớn, trang sức bằng các loại vật báu, như vàng, bạc, anh lạc, vô số Bồ Tát xuất hiện, du quanh Phật bảy vòng, an tọa nơi tòa sen báu. Vô số chư Phật ở mười phương đều khen ngợi để cúng dường kinh điển giải thoát ấy. Cúng dường xong, chư Phật bảo các Bồ Tát đệ tử đến cõi nhẫn này. Ở cõi nhẫn tự nhiên xuất hiện một tòa báu, là chúng thấy vậy đều phát tâm Bồ Đề vô thượng. Vô số Bồ Tát đạt pháp nhẫn vô sinh. Khi ấy Đức Thế Tôn quan sát chúng Bồ Tát hỏi: các đại sĩ, ngài có thể lãnh nhận việc chủ gìn ngày đêm túc trực, không vọng tưởng, im lặng để bảo vệ tòa báu cùng các vật trang sức trên bảo tòa này, để đến năm thứ 16 kể từ khi thành Phật, Đức Thế Lạc sẽ an tọa tòa ấy. Đó là hành nguyện của các Bồ Tát ở trong Pháp hội. Nếu giảng pháp môn vô cái này, Đức Di Lặc sẽ tiếp kênh này, và lúc đó các Bồ Tát hãy cúng dường Đức Di Lặc và Bồ Tát thuộc hiền kiếp. Nghe Phật hỏi, Bồ Tát biến động chư Pháp Vương, rồi tòa quỳ gối chắp tay bạch Phật: bạch Thế Tôn, con xin làm việc ấy. Lúc đó Ma Vương Sở Tác đến cùng bốn ma hỏi Bồ Tát biến động chư Pháp Vương: thì nam, ông cất tòa báu này vào đâu để không hư hoại? Bồ Tát đáp: thì nam, cái gì có hình đều sẽ hư hoại, là vô thường, không thể trường tồn. Chỉ có hư không là không hủy hoại, không trở ngại, nên nó có kiểu an toàn nhất. Tỳ nam, hãy nhìn kỹ vào thân ta, nhìn thật kỹ, không được nháy mắt, ông sẽ thấy Phật ấy. Theo lời Bồ Tát, Ma Vương Sở Tác làm theo. Ma Vương thấy từ rốn của Bồ Tát hiện ra một cõi nước tên Thủy Vương Quang Minh. Vì cõi đó đầy nước, nhìn từ xa chẳng khác nào một biển lớn. Đức Phật gọi ấy hiệu là Liên Hoa Tổ. Chúng đệ tử đều là Bồ Tát Đại Thừa. Trong cõi ấy có hoa sen tên Bảo Trang Nghiêm. Như Lai và Bồ Tát an tọa nơi tòa sen ấy. Thế vậy Ma Vương Sở Tác chắp tay cúi lại Bồ Tát. Bồ Tát biến động chư Pháp Vương hỏi: Nhân Vương, ông có thấy vật thần chưa? Ở đó có thể cất được tòa bóng này. Dù trải qua trăm ngàn và ức na do thai kiếp số, các vật trang sức trên bảo tòa vẫn không thể bị hư hoại. Nghe vậy, Ma Vương cúi lại Phật thưa: Thế Tôn, từ xưa đến nay, tâm con tạp loạn, chưa từng được gặp các Bồ Tát như thế, chưa từng được nghe kinh pháp này. Chúa con chỉ mong đạt quả thanh văn chuyển giác là đã diệt độ. Hôm nay con được thấy Bồ Tát biến động chư Pháp Vương do hai thần khó lường, vì được nghe kinh này, con nguyện phát tâm Bồ Đề vô thượng, không thoái chuyển ở trong pháp Phật, thương yêu bảo vệ chúng sinh. Dù con phải đọa địa ngục trong hàng xa suốt kiếp,
mới thành Phật con vẫn không hối hận, không bỏ pháp Phật. Đức Phật khen Ma Vương Sở Tát: lành thay, ngươi đã vì đạo màu mặc giáp thệ nguyện lớn, ngươi sẽ tọa nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh Đại Bi quyển 6. Nam mô kinh Đại Bi, Nam mô kinh Đại Bi Hội Tụ Phật Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về các cả đệ tử và chúng sanh để trở thành Phật đạo.